Từ chiều tối qua trên các diễn đàn và mạng xã hội lan truyền thông tin là Hà Nội sẽ bị phong tỏa, hạn chế đi lại, các cửa hàng thì sẽ bị đóng cửa do dịch COVID-19. Chúng tôi đã kết nối điện thoại với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để làm rõ hơn thông tin này. Thưa ông ạ, ông có thể nói rõ hơn về thông tin đang lan truyền là Hà Nội sẽ phong tỏa vì dịch COVID-19 không ạ? Cụ thể là như thế nào ạ? Tôi xin có thể nói khẳng định với quý khán giả đang theo dõi truyền hình. Ban chỉ đạo của thành phố cũng như ban chỉ đạo của trung ương thì chưa có một cái ý kiến chỉ đạo gì liên quan đến xung quanh vấn đề phong tỏa thành phố. Vấn đề thứ hai là tất cả các cái nội dung liên quan đến chỉ đạo cũng như công tác tình hình diễn biến dịch bệnh trên cả nước và tại Hà Nội thì đều đã được ban chỉ đạo của trung ương và ban chỉ đạo thành phố 2 ngày 1 lần và thường xuyên cập nhật công khai minh bạch cho người dân để giám sát, theo dõi và đồng hành cùng với các cấp chính quyền để phòng chống dịch bệnh. Vấn đề thứ ba là chúng tôi cũng đề nghị mọi người dân liên tục cập nhật tình hình và không dao động trước những cái tin đồn xấu về cái việc là có cái phong tỏa thành phố và hoàn toàn thành phố của chúng ta hiện nay tất cả các doanh nghiệp bán lẻ cũng như là cái dự trữ các nguồn hàng về tiêu dùng thiết yếu cho người dân là hoàn toàn cung cấp đủ cho người dân trong dài hạn. Vâng, như vậy là những cái thông tin về việc Hà Nội bị phong tỏa để chống dịch COVID-19 là tin giả. Hôm qua thì trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin là các khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khẳng định là Hà Nội có đầy đủ điều kiện, nhân lực, trang thiết bị y tế, khu vực cách ly để phòng chống kiểm soát dịch. Tình hình tại thành phố vẫn hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Chúng tôi đã kết nối điện thoại với tiến sĩ Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội để có thêm thông tin về công tác phòng chống dịch. Xin chào ông ạ. Tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội đang được kiểm soát như thế nào và diễn biến của dịch là dự báo sẽ như thế nào trong những ngày tới ạ? Có thể nói là hiện nay dịch COVID-19 ở trên địa bàn thành phố Hà Nội hoàn toàn đang được kiểm soát. Thế và có thể là trong vài ngày tới số ca dương tính ở Hà Nội có thể tăng lên. Tuy nhiên là vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát và nằm trong cái kịch bản về phòng chống dịch COVID của Hà Nội. Và trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục mà có những người sinh viên hoặc là những người lao động từ các nước châu Âu và các nước ở vùng có dịch trở về Việt Nam. Đồng thời là trong những ngày qua thì trong vòng 14 ngày vẫn có thể có những cái người mà đã qua vùng có dịch trở về Việt Nam ở tại cộng đồng. Do vậy mà chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp để rà soát lại các đối tượng ở cộng đồng để đưa vào cái vùng cách ly. Đồng thời là đối với những cái người mà ở các nước châu Âu về thì qua sân bay đã được cách ly chung ở các khu vực cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Thì chúng tôi với những cái biện pháp như vậy thì chúng tôi sẽ sàng lọc và tìm kiếm được những ca bệnh cũng như những người tiếp xúc để có những biện pháp xử lý một cách kịp thời. Vâng, vậy ngành y tế Hà Nội có khuyến cáo gì với người dân trong việc phòng chống dịch trong những ngày tới ạ thưa ông? Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân cũng không nên quá lo lắng và bình tĩnh để chúng ta xử lý tất cả những cái vấn đề về phòng chống dịch bệnh. Thế và người dân thì cố gắng là đảm bảo sức khỏe, sức đề kháng và tuân thủ các cái biện pháp vệ sinh phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và của các cái phường xã thì chúng ta có thể yên tâm là dịch hiện nay vẫn đang trong tầm kiểm soát. Thế và chúng tôi lưu ý những người già và những người có bệnh nền thì càng phải chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Vâng, xin cảm ơn ông với những khuyến cáo vừa rồi ạ. Chúng tôi cũng xin nhắc lại với quý vị là cần hết sức cẩn trọng trước các nguồn tin. Quý vị có thể theo dõi thông tin chính thống trên các bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí chính thống. Tuyệt đối không lan truyền các thông tin không kiểm chứng, làm nhiều người thêm hoang mang lo lắng, không có lợi một chút nào với công tác phòng chống dịch đang được chính phủ cũng như là các cấp các ngành cùng với đội ngũ y bác sĩ thực hiện quyết liệt.